Hello, xin chào các em. Hiện tại thì mình đang ở phố đi bộ và ngày hôm nay thì mình sẽ thay đổi một chút cái background cho nó khác bọt một chút. Và trong chủ đề video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các em top 10 chai nước hoa dùng cho đi chơi buổi tối, bởi vì hiện tại thì bây giờ là khí hậu ngoài này không quá là nóng. Đợt tới đây thì bắt đầu là chuẩn bị lên khoảng gần 30 độ, nhưng mà hiện tại bây giờ thì rất là mát mẻ, cho nên là trong video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em 10 chai nước hoa mà các em có thể sử dụng để đi chơi buổi tối trong một số dịp, có thể như là hẹn hò hay là đi bar, vân 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 vân. Đó, ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent và nó có tên là Lanie de L'Homme. Đây là một mùi hương kinh điển dành cho các anh em dùng để đi hẹn hò. Mặc dù hiện tại thì nó đã bị reform mùi đi rất là nhiều, và có nghĩa rằng cái hiệu năng mùi hoặc là về bám tỏa nó bị ảnh hưởng. Thế nhưng ở một mức độ nào đó thì đây vẫn là một chai nước hoa rất là xuất sắc dùng để cho đi hẹn hò. Và ở vị số 10 chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là Lanie de L'Homme. Ok, chai nước hoa tiếp theo đó là một sản phẩm đến từ nhà nước hoa gần như không có một cái tên tuổi gì trong thị trường nước hoa, đó là Halloween. Và nó có tên là Man 1X. Với sự kết hợp giữa, không biết là mình đã zoom cho các anh em đã nhìn thấy chưa nhé. Ok, đây là một mùi hương kết hợp giữa rượu và cà phê tạo nên một cái mùi hương có thể gọi là xuất sắc. Như mình vẫn nói là không có nhiều nhà nước hoa có thể sử dụng thuần thục và mượt cái nốt cà phê. Thế nhưng ở chai nước hoa này cộng thêm một cái mức giá rất rất là dễ chịu thì các anh em sở hữu một mùi hương rất là nam tính, rất là độc đáo và không đụng hàng bất kỳ một chai nước hoa nào. Cá nhân mình thì mình chưa giờ mình thấy một mùi hương nào giống cái mùi hương chai nước hoa này. Do vậy ở vị số 9 là một sản phẩm của nhà Halloween mà nó có tên là Man X. Ok, ở vị trí số 8 là một sản phẩm đến từ nhà nước hoa có tên là Montblanc. Nhà nước hoa này thì vốn dĩ là làm về mực, mút. Cho nên là các anh em nhìn thấy là cái kiểu dáng chai lọ này nó cũng giống như cái lọ đựng chấm mực. Đây là cái mùi hương mình có thể gọi là mình thích nhất trong các cái series sản phẩm của nhà Montblanc. Và cái line này kể cả về sau này có Montblanc Ledger Spirit, Montblanc Ledger Blue hay là cái gì ấy. Nhưng mà nói chung là mình không cảm thấy ấn tượng về mùi hương. Nếu mà để so sánh một cách công bằng thì mình vẫn thích phiên bản đời đầu này nhất, với cái mùi hương classic, nam tính và bí ẩn. Nếu như các anh em nào mà có ý định sử dụng để đi chơi hoặc là đi vào những cái dịp gì vào buổi tối ấy, mà cần một cái mùi hương mà nó khá là bí ẩn một chút để làm sao mọi người cảm thấy tò mò về mình, thì Montblanc Ledger chính xác là cái mùi hương như thế. Ok, ở vị trí số 7 là một sản phẩm của nhà Thierry Mugler và nó có tên là Pour Mar. Với cái mùi hương rượu cộng với bùn tạo nên cái mùi hương có thể gọi là cực kỳ độc đáo. Đây là cái mùi hương mình đánh giá cùng với Pour Havan là hai chai nước hoa có thể gọi xuất sắc của nhà Thierry Mugler. Có một điểm dở là chai nước hoa này khá là khó tìm ở thị trường Việt Nam. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng các anh em nên cố gắng sở hữu chai nước hoa này ở vị trí số 7, Thierry Mugler Pour Mar. Ok, ở vị trí số 6 là một sản phẩm đến từ nhà nước hoa Ý, Acqua di Parma, và nó có tên là Leather. Đây là một mùi hương da thuộc có thể gọi là dễ chịu nhất trong các chai nước hoa da thuộc mình đã từng được ngửi. Thông thường thì các anh em hay có một cái khái niệm rằng mùi da thuộc nó rất rất là khô khan, nó rất rất là dữ dội. Thế nhưng nếu như các anh em có dịp ngửi chai nước hoa Acqua di Parma Leather thì mọi người sẽ có một cái đánh giá khác, bởi cái sự kết hợp giữa citrus và da thuộc tạo nên cái mùi hương rất là mềm mại, rất rất là, mặc dù nó vẫn rất là nam tính nhưng nó rất là mềm mại khi mà ngửi. Do vậy ở vị trí không nhớ số mấy nữa là Acqua di Parma Leather. Ok, rất thích hợp sử dụng vào buổi tối. Sâu một chút như bị ao nét thì vậy. Ok, tiếp theo nữa là một sản phẩm đến từ nhà Chanel và nó có tên là Alhambra Sport Oil Stream. Đây luôn luôn là một mùi hương có thể gọi là xuất sắc của nhà Chanel. Mình đánh giá nó thú vị hơn đối với phiên bản trước đó của nó là Chanel Alhambra Sport, với cái mùi hương đa dụng, dễ chịu và linh hoạt.
Do vậy nếu như các anh em nào mà không quá cầu kỳ trong cái việc sử dụng mùi hương nước hoa và chúng ta chỉ cần 1 hay đến 2 chai thì mình cực kỳ khuyến cáo, gợi ý các anh em nên sử dụng chai nước hoa này, Chanel Aloha Sport Ice Cream. Ok. Tiếp nữa đó là một sản phẩm mình đánh giá là thú vị nhất trong các sản phẩm của nhà Polo. Nó có tên là Polo Double Black. Ok. Với cái mùi hương kết hợp giữa xoài và tiêu. Đây là một mùi hương có thể gọi là độc đáo của nhà Polo. Không nhiều nhà nước hoa sử dụng nốt xoài trong cách blend mùi, thế nhưng mà ở chai nước hoa này nó rất thích hợp sử dụng vào buổi tối. Nếu như mà các anh em nào có một cái phong cách điềm đạm ấy, ít nói một chút, và chúng ta cần cái mùi hương nào mà nó hợp với cái phong cách đấy, thì Polo Double Black chính xác là như thế. Và cuối cùng chưa nhỉ? Chưa. Ok. Dior Sauvage. Mình nghĩ rằng mình không cần phải nói quá nhiều về chai nước hoa này. Đây là một mùi hương quốc dân sexy. Đa phần các chị em đều rất là thích mùi hương chai nước hoa này. Tất nhiên không phải là 100%, thế nhưng mà mình nghĩ rằng 90% các chị em đều thích chai nước hoa này. Không cần phải nói quá nhiều. Ở vị trí số 2, bây giờ mới là số 2, bây giờ mình nhớ ra, là một chai nước hoa đến từ nhà Trung Đông và nó có tên là Amber Musk. Thực tế mà nói thì nếu như mà nghe tên chai nước hoa này thì các anh em có thể nghĩ rằng đây là một mùi hương rất là dữ dội. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mà các anh em nào mà có ý định mua tặng cho bạn gái ấy, chúng ta đang cần tìm bạn gái của mình một cái mùi hương nó rất là hương hoa, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thu hút. Nhẹ nhàng mà thu hút. Thì chai nước hoa này mình nghĩ rằng đây là một cái sự lựa chọn không hề tệ. Amber Musk rất là nhẹ nhàng, hương hoa và sexy. Cuối cùng, chai nước hoa nếu như mà anh em nào cần đi bar chẳng hạn, đó, đấy là nơi mà chúng ta sẽ tụ tập party, thì chai nước hoa nào sẽ là cái mùi hương như thế? Chắc chắn rồi, Jean Paul Gaultier Entremet. Mặc dù đã bị ngưng sản xuất, thế nhưng mà nếu mà chúng ta cố thì sẽ vẫn tìm được chai nước hoa này với cái mùi hương của vani, của lê, tạo ra cái mùi hương cực kỳ là bùng nổ. Như mình vẫn nói thì nếu như mà chúng ta vào trong vũ trường thì nếu như chúng ta không phải là số 1 thì cũng không ai sẽ là số 2 khi mà chúng ta sử dụng chai nước hoa này. Do vậy đây sẽ là một cái sự lựa chọn cực kỳ thích hợp cho các cái buổi họp party hạng nặng đó. Entremet, một sản phẩm đến từ nhà Jean Paul Gaultier. Ok. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ với anh em top, không thể gọi là top cho tất cả các chai nước hoa, chỉ là top của cái list của mình thôi. 10 chai nước hoa mà các anh em có thể sử dụng để đi chơi buổi tối trong các dịp. Mình rất hy vọng các anh em cảm thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị và đừng quên subscribe kênh của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.